Bạn quá chán nản vì xung quanh bạn ai cũng xài hết vô net thì hôm sau lại xài tới Lightning. Không có gì nổi bật, bạn đang muốn nổi trội hơn, tìm kiếm cho mình một nhà sản xuất vật cầu lông nào đặc biệt hơn nhưng vẫn có tên tuổi và lâu đời được nhiều người biết đến. Vậy thì may mắn vì bạn đã biết đến chúng tôi, Finbee. Và ngày hôm nay Gia Huy sẽ giới thiệu cho các bạn một hãng cầu lông đến từ các pháp sư Trung Hoa mang tên VS. Hôm nay Giang Huy sẽ giới thiệu cho các bạn một cây vợt cầu lông mới đến từ một hãng cầu lông rất là quen thuộc đối với anh em, đó chính là VS Challenger 710 hay mình gọi là Challenger 710 nha. Rồi, đây là một cái cây vợt nổi trội là sản phẩm cầu lông giá rẻ trong phân khúc hướng đến những cái người chơi đó là phong trào hay là những cái người mới tập chơi cũng như là những người chơi chuyên nghiệp nhưng mà muốn sở hữu cho mình một cái cây vợt gọi là cây vợt dự phòng sau những trận đấu dài đằng đẵng hay là dành để tập luyện. Rồi, nếu như mà các long thủ có nhớ đến thì cái hãng VS này hay còn gọi là Venson là một cái hãng sản xuất cầu lông đến từ các pháp sư Trung Hoa. Thì hãng này chuyên sản xuất các phụ kiện cầu lông mà các bạn có thể biết đến như là quấn cán cầu lông nè, rồi cái chai phấn mà Giang Huy thường sử dụng để bôi cho cái tay nó đỡ trơn trượt, rồi quần áo nè hay là vớ cầu lông. Và ngay bây giờ trên tay Giang Huy lại là một sản phẩm khác hướng đến một đối tượng phong trào cũng rất là đặc biệt với giá thành rất là phải chăng, đó chính là vợt cầu lông Venson Challenge 710. Đầu tiên là về phần tổng quan, màu sắc và thiết kế. Chúng ta có thể thấy là sản phẩm VS Challenger 710 được thiết kế vô cùng cứng cáp thưa các bạn. Giang Huy cầm ra, đây là một cái sản phẩm đánh vào cái phân khúc giá rẻ đến cận trung cấp nhưng mà được thiết kế rất là vô cùng cứng cáp và hiện đại. Về màu sắc, các bạn có thể thấy là vợt này có một cái mẫu mã rất là đẹp khi mà được thiết kế với một cái tông màu chủ đạo đó là xanh, đen, tím và hồng. Ở phần xanh kết hợp với những cái họa tiết màu tím, màu đỏ, màu đen và phía trên đây là màu hồng. Chạy dọc cái phần khung vợt đó là những cái họa tiết như là cái sóng thần vậy các bạn. Cái sóng thần này có màu tím, màu hồng nè, nó cuồn cuộn tới hệt như là những cái pha đập cầu của các bạn, nó cứ nhấn tới làm cho đối thủ phải gọi là gì, đắm đuối mê say luôn các bạn. Đến với cái phần thân vợt, chúng ta không thể nào đòi hỏi quá nhiều nhưng mà hiện tại thì nó cũng là một thân vợt cũng khá là mỏng so với những cái dòng đồng giá tiền. Và tại phần thân vợt sẽ được phủ một cái lớp sân bóng có màu xanh cũng như là có những cái họa tiết sóng thần cuồn cuộn đến và một cái dòng chữ là Challenger và 710 nổi lên một cái màu đỏ rất là đặc biệt. Thì tại phần khớp chữ T đây thì có cái nhãn hiệu VS Venson làm nên thương hiệu. Nếu các bạn đã quá chán với những dòng vợt như là Lightning hay Yonex thì hãy thử đi. Đến phần cán cầm thì ở đây là một cây vợt đó là 4U và G5. Cán cầm cũng khá là thoải mái các bạn. Cán cầm được sản xuất ở tại Trung Hoa mà thì dành cho người châu Á nên một cán cầm vừa phải, đối với Giang Huy thì vừa phải. Và nó rất là dễ trong cái việc mà xoay chuyển. Ở phần đít vợt thì là một cái logo VS màu trắng trên một cái nền màu đỏ, rất là đẹp luôn. Nói một sơ qua một xíu, hồi nãy chúng ta quên nhắc về cái chụp mũ cán này. Thì chụp mũ cán này các bạn có thể thấy là nó được khắc lên cái thông số của vợt cũng như là cái dòng chữ Venson là cái tên của cái nhãn hiệu vợt. Và cuối cùng đó chính là một cái thiết kế hệt như là cái EV-Cap cho các bạn, hoặc là những cái dòng Lightning mới nhất là Tech 9 hoặc là Upford. Nó có một cái đường cong thế này giúp cho cái việc mà các chúng ta đập cầu thì nó sẽ phục hồi nhanh chóng cũng như là giảm được cái độ mà gọi là bị chốc ở cái phần như ở chỗ này. Về tổng thể thì có thể đánh giá là rất là bắt mắt, màu sắc rất là phù hợp dành cho các bạn mà thích nổi trội trên sân vợt và quá chán nản với những cái lối đi cũ như là Yonex hay Lightning. Chúng ta có thể trải nghiệm một mẫu vợt mới độc lạ hơn và có màu sắc bắt mắt hơn, Venson Challenge 710. Còn về phần công nghệ thì như thế nào, chúng ta hãy bắt đầu tìm hiểu nhé. Là một cây vợt đánh vào phân khúc những người chơi phong trào và mới tập chơi, chúng ta cũng không thể đòi hỏi quá nhiều những cái công nghệ đặc biệt trên cái cây vợt này. Nhưng mà có thể nói sơ qua thì Giang Huy thấy được rằng á, cây vợt này được sản xuất bởi một cái chất liệu carbon rất là đặc biệt, đó chính là carbon fiber siêu cao cấp đến từ Nhật Bản. Thì cả phần thân vợt với lại khung vợt đều được làm từ carbon fiber, kết hợp với đó là một cái chất liệu graphite Nhật Bản, Japanese graphite, thì cũng làm cho cái độ bền của cái cây vợt này nó tối ưu hơn. Và như cái thông số của nhà sản xuất thì cây vợt này có thể đang đến tận là 22 đến 28 LPS, nghĩa là 10 tới 12,5 kg, rất là khủng khiếp luôn các bạn. Một cây vợt giá thành rẻ mà đang được đến 12,5 kg thì
còn gì mà bằng nữa đúng không các bạn? Tiếp theo chúng ta có thể nhìn sơ qua thì ở trên phần khung vợt có một cái công nghệ ở cái phần khung này được mở rộng ra, cũng như là cái điểm ngọt của nó sẽ được mở ra. Thì như các bạn đã biết rồi, khi mà điểm ngọt mở ra thì giúp chúng ta đánh trúng cái quả cầu á, nó sẽ dễ dàng hơn, cũng như khi chúng ta có đánh lệch đi một xíu á thì cái quả cầu nó vẫn sẽ phát động cái lực đúng với cái muốn của chúng ta. Phần phía trên cùng của cái khung vợt này nó có một cái công nghệ gọi là công nghệ Fast Pitch. Đây là một cái công nghệ mà ở tại cái vành vợt này nó làm mỏng hơn so với tất cả những vành vợt lại. Thì như các bạn có thể thấy, như những cái cây mà Aura Speed rồi á, nó sẽ làm rất là mỏng luôn, hay là Nano Flare, thì cái công nghệ này sẽ giúp cho nó giảm cái lực cản không khí. Và khi mà chúng ta thực hiện những cái cú đập, cái cú đánh nhanh, những cú gõ hay là những cú chụp lưới á, cây vợt này sẽ giúp chúng ta tối ưu được cái tốc độ vung và làm cho những cái trái cầu nó cắm xuống nhất có thể, cũng như là tăng được cái tốc độ khi mà chúng ta đánh cầu. Rồi, một cái công nghệ mà có thể nhắc đến nữa đó chính là Power & Sport. Đây là một công nghệ ở trên đây á, thì cái vành vợt nó nhỏ đúng không? Nhưng mà khi mà tới khúc giữa thì cái vành vợt nó sẽ mở rộng ra một xíu, và ở phía trên nó có một cái rãnh, đến khúc giữa thì nó sẽ bầu hơn. Thì cái công nghệ này làm cho chúng ta đánh trái cầu á, kiểu chúng ta ấn trái cầu xuống sẽ tăng được cái lực cũng như là tốc độ mà khi chúng ta đánh cầu. Những cái rãnh gen cũng như là cái rãnh ở phía trên thân cầu này á, giúp cho cái cây vợt này có thể chịu được tối đa cái lực đan cao nhất. Cũng như là tại phần khớp chữ T này, chúng ta có những cái gen rất là đặc biệt ở đây. Thì Giang Huy chỉ thấy những cái gen này nó có mặt trên những cái dòng A-chóc của Yonex. Nó tạo cho chúng ta được một cái độ đan nó cao hơn, cũng như là những cái gen này nó sẽ chống cái hiện tượng lún nhiều hơn. Quay trở lại thì hồi nãy Giang Huy có nói về cái hình thái của cái chụp mũ cán ở đây, đánh vào cái phân khúc là phong trào, nhưng mà nhà Venson vẫn thiết kế chúng ta một cái chụp mũ cán hiện đại, có một cái hình cái lưỡi liềm như thế này, cái mặt trăng như thế này. Thì khi mà chúng ta đánh cầu á thì giúp cho cái rãnh ở đây nó sẽ chống chày xước, cũng như là phục hồi được, nó không có cản lực đó các bạn, nó phục hồi lại được nhanh chóng nhất. Và đũa vợt thì cũng được làm từ cái carbon xịn nhất, kết hợp với một cái công nghệ đó là carbon nano tube, nghĩa là ở bên trong này được thiết kế thêm một cái carbon nano dạng hình ống, nó sẽ tạo được cái độ bền cũng như là cái trợ lực cao nhất khi mà chúng ta đánh cầu. Đó là về phần tổng quan tất cả những công nghệ có trên cây vợt này, có thể đan được lưới cao nè, rồi công nghệ hiện đại nè, có thể là tăng tốc độ cũng như là những cái trợ lực cho chúng ta trong những cái pha đánh cầu tốt nhất. Đây là một cây vợt mà theo thông số của nhà sản xuất nói là một cây vợt công thủ toàn diện. Thì bây giờ chúng ta hãy đo thử thông số để xem có đúng là cây vợt này công thủ toàn diện không các bạn nhé. Rồi, thì Giang Huy cùng với Vinby đã vừa thực hiện xong phần đo thông số và đánh giá vợt. Thì có thể thấy được rằng á, là có một cái điều mà điểm nhấn trong đây là cái thân của cái vợt này cũng khá là cứng nha. Nó thuộc dạng cứng. Thì với cái đũa vợt cứng nhưng mà dài, và cái phần khung vợt theo một cái dạng giống như là công nghệ Fast Pitch, cũng như là cái dạng lưỡi liềm như thế này, đũa vợt dài sẽ trợ lực chúng ta rất nhiều trong cái việc mà chúng ta đánh tốc độ, những cái cú mà phản tạc trên lưới hoặc là những cú chụp cầu, nó sẽ làm cho chúng ta ra được những cái cú đánh nhanh hơn cũng như là điều cầu tốt hơn nhờ cái thân vợt cứng như thế này. Tuy là thân vợt cứng nhưng mà các bạn cũng đừng sợ, các anh em cũng đừng sợ, bởi vì cái cây vợt này cũng sẽ giúp cho các anh em có một cái đũa vợt dài nè, sẽ giúp cho các em trợ lực trong những cái cú đập, những cái cú đánh cuối sân hay là những cái cú phong cầu. Rồi, với cái độ nặng đầu là chỉ là 293 đến 294, thì cây vợt này nó nghiêng về công thủ toàn diện, và cái lối đánh là cái lối đánh tốc độ. Với cái mức swing cũng không quá cao như vậy nhưng mà lại mang cho chúng ta được cái tốc độ, thì tùy thôi, chúng ta thích cái lối đánh tốc độ thì chúng ta có thể trải nghiệm qua cây Challenger 710 này. Về đánh giá tổng quan thì Giang Huy vừa nói rồi đó, lối đánh tốc độ, đũa dài, trợ lực, cũng như là cái thân vật cứng giúp chúng ta có những cái cú đánh chụp cầu hay là những cú đánh điều cầu nó sẽ sủi lưới, nó sẽ dễ dàng hơn. Cũng như là về cái phần tổng quan ngoại hình thì cây vợt này rất là đẹp luôn, nó nổi bật cực kỳ luôn khi mà có những cái họa tiết hình sóng thần màu xanh, màu cam, kết hợp với một cái màu xanh lam nhẹ của cái phần tổng thể, và ở phần đầu này là một màu hồng, thì cho chúng ta được một cái nhìn tổng quan rất là đẹp và rất là khác biệt so với những cây vợt khác. Đối với những cái bạn mà không còn thích trải nghiệm những dòng như là Yonex Lightning mà muốn kiếm những cái dòng vợt mới, thì chúng ta có thể thử qua cây vợt này VS Challenger 710. Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn thích video này. Đừng quên cho chúng tôi một like, một subscribe kênh nhé. Còn bây giờ, Giang Huy xin chào và hẹn gặp lại.